Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế sinh tố chuối và dâu, thì gồm có dâu, chuối, sữa tươi, sữa đặc, nước đường. Cách làm như sau. Rồi, mình sẽ cho 40g chuối. Rồi, 40g dâu. Hai mươi ml nước đường, hai mươi ml sữa đặc, sáu mươi ml sữa tươi, rồi sau đó mình sẽ cho một cục đá. Rồi mình bỏ vào máy lên. Rồi, sau đó mình sẽ đổ sản phẩm ra ly. Rồi, mình sẽ cho một cái ống hút, một cái khuấy. Rồi đây là sản phẩm. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào buổi học tiếp theo.